Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Như quý anh chị đã biết, từ xa xưa tới nay thì phong tục thờ cúng tổ tiên là một phong tục không thể thiếu trong văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ta. Không gia đình nào là không có bàn thờ tổ tiên trong nhà. Theo chuyên gia nghiên cứu phong thủy của Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, thầy Linh Quang cho biết, đối với mỗi gia đình người phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng thì bàn thờ là nơi được coi là quan trọng nhất trong bố cục trong căn nhà. Đây là nơi thể hiện lòng thành kính của các thành viên trong nhà đối với những vị tổ tiên dòng họ nhà mình, là nơi các thành viên trong gia đình dùng để giao tiếp với thần linh và tưởng nhớ về công lao ân đức của ông bà tổ tiên, những người đã khuất. Thể hiện được truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đó là uống nước nhớ nguồn. Do vậy, việc thờ cúng, bài trí bàn thờ là điều rất quan trọng. Nhưng nhiều gia đình lại không biết đặt vị trí bàn thờ tổ tiên như thế nào cho hợp lý. Điều đó làm ảnh hưởng đến chân linh bên trong bát hương và các thành viên trong gia đình nhà mình. Ngoài ra thì các chuyên gia phong thủy cũng cho rằng, việc bài trí bàn thờ, thờ cúng đúng không chỉ thể hiện nét văn hóa tâm linh mà qua đó cũng giúp mang lại những may mắn phúc lộc cho gia đình. Để cúng bài trí bàn thờ cho đúng, các chuyên gia đã đưa ra những điều kiêng kỵ nên tránh trên bàn thờ. Quý anh chị hãy cùng với tôi tìm hiểu chi tiết trong video dưới đây nhé. Kiêng kỵ về hướng và vị trí bàn thờ. Tùy theo gia chủ, bàn thờ cần có những hướng đặt phù hợp theo mệnh và theo phong thủy. Chẳng hạn như với gia chủ có mệnh hợp với hướng Đông Tứ Trạch thì bàn thờ nên theo hướng Bắc, Nam, Đông Nam hay là Đông. Còn đối với chủ nhà có bổn mệnh hợp với hướng Tây, Tứ Trạch thì bàn thờ nên theo hướng Tây Bắc, Tây Nam, Tây hay là Đông Bắc. Ngoài việc cần chú ý về vấn đề hợp hướng với gia chủ, chúng ta sẽ cần phải chú ý về vấn đề bố trí công năng trong nhà sao cho phù hợp, tiện lợi, mang lại sự trang nghiêm cho việc bố trí căn nhà. Đối với các ngôi nhà đơn trên mặt đất, việc sắp đặt gian thờ phải tuân thủ chặt chẽ và vận dụng linh hoạt các nguyên tắc truyền thống. Tại vị trí cao, phía trên bàn thờ là nóc nhà và bầu trời, hạn chế nhất có thể việc để các phòng ốc khác đè lên. Đằng trước bàn thờ là các gian trang trọng, phía sau là vị trí tựa sạch sẽ, vững chắc, không được động. Như vậy, phòng thờ đặt tại phòng của tầng trên cùng sẽ đạt được các tiêu chí này. Đối với nhà chung cư thì sinh hoạt cùng trên một mặt sàn nên chọn vị trí đặt bàn thờ sao cho việc thờ cúng phù hợp. Chú ý không đặt gần những nơi không được sạch sẽ. Nếu không được bố trí được một phòng thờ riêng thì cần phải có rèm che bàn thờ và đặt bàn thờ ở vị trí trang trọng nhất. Và cần phải chú ý được những vấn đề sau đây. Thứ nhất, không nên kê bàn thờ hướng ngược với hướng nhà hoặc là hướng ra cửa sổ. Khi bài trí bàn thờ, gia chủ nên tránh kê bàn thờ hướng ngược cửa ra vào hoặc phía dưới cửa sổ. Bởi theo quan niệm phong thủy, điều này sẽ làm thoát khí, khiến cho chủ nhà không gặp may mắn. Ngoài ra thì việc để bàn thờ như vậy thường dẫn tới việc bàn thờ bị trực khí từ cửa vào hoặc ánh sáng chiếu trực tiếp từ cửa vào, dẫn tới khu vực thờ cúng khó tiếp được linh. Bàn thờ thì nên quay ra cửa chính, không nên ngược với hướng nhà. Nếu không, có thể sẽ gây ra âm dương tương phản, dễ gây bất trắc, nô bộc phản bội hoặc con cái không hiếu thuận, tài vận và gia bận bị ảnh hưởng. Bàn thờ không được đặt đối diện nhà vệ sinh hoặc là để bàn thờ tựa vào tường nhà vệ sinh. Nếu gia chủ bố trí như vậy thì những âm khí, uế khí do khu vực nhà vệ sinh sẽ ảnh hưởng tới khu vực đặt để bàn thờ, sẽ dẫn tới khu vực tiếp linh nhiễm tà khí, uế khí, ảnh hưởng trực tiếp tới gia đạo, sức khỏe các thành viên trong nhà. Đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp tới nhân đinh, gia chủ, trưởng tử, nam thứ trong nhà. Bàn thờ không được đặt tựa vào tường nhà bếp hoặc hướng vào khu vực bếp nấu. Nếu để đối diện nhà bếp thì sẽ gây ra tranh cãi, tính tình gia chủ nóng nảy. Bàn thờ gia tiên thì không được đặt bên dưới gầm cầu thang hoặc là đặt tựa vào tường khu vực cầu thang. Khi đặt bàn thờ vào vị trí này, nếu đặt dưới cầu thang thì sẽ khó có cơ hội phát triển. Còn nếu đặt bàn thờ vào vị trí tường cầu thang
là nơi dẫn khí, tiếp khí các tầng với nhau nên luôn luôn bị động. Nếu đặt tại vị trí này sẽ dẫn tới ban thờ bị động, khó tiếp được linh. Ngoài ra, sẽ dẫn tới gia đạo trong nhà luôn lục đục, không được hòa thuận. Ban thờ gia tiên sẽ không được đặt tại vị trí có nền đất lồi lõm. Nếu đặt trên nền đất lồi lõm, sẽ khiến cho chủ nhân gặp khó khăn. Ngoài ra thì ngày nay do diện tích nhà chật hẹp, các gia đình làm nhà 2 tầng, từ tầng 2 trở lên sẽ thường làm đua ra ngoài thêm một số phần diện tích mặt sàn. Phần mặt sàn đua ra tuyệt đối không được sử dụng để đặt bàn thờ thần linh, gia tiên. Thứ nhất, đây là phần diện tích không thuộc khu đất nhà mình. Và thứ hai, khi mà đặt bàn thờ như vậy, phía dưới tầng 1 sẽ là khoảng không, sẽ tạo ra sự chơi vơi cho bàn thờ. Phần chân bàn thờ không tiếp được với đất. Theo tín ngưỡng từ xa xưa của dân gian ta thì bàn thờ khi mà đặt như vậy sẽ không thể tiếp linh cho bàn thờ được, khiến cho việc thờ thần linh gia tiên gặp khó khăn. Trường hợp này, bàn thờ sẽ thường gọi là bàn thờ vô thần. Bàn thờ tổ tiên thì không nên đặt ở trung tâm nhà hay còn gọi là đặt tại trung cung của căn nhà. Bàn thờ tổ tiên không nên đặt ở trung tâm nhà, trường hợp này thường xuyên gặp phải khi mà bố trí bàn thờ gia tiên trong nhà, chung cư do diện tích mặt bằng nhỏ hẹp, không có nhiều diện tích. Bàn thờ khi mà bố trí tại vị trí này sẽ mang lại điều hung cho gia chủ và các thành viên, thường sẽ mắc phải những bệnh về máu. Bàn thờ thần và Phật thì tốt nhất nên tách biệt. Đối với nhà có diện tích nhỏ, mệnh chủ sẽ cần chú ý nên sử dụng bàn thờ phân tầng, không nên để chung bát hương bàn thờ Phật với bàn thờ gia tiên. Bàn thờ tổ tiên và bàn thờ Phật không nên đặt đối nhau trong một phòng gian. Tốt nhất thì nên quay cùng về một hướng. Cần chú ý, bàn thờ gia tiên luôn luôn được đặt thấp hơn so với bàn thờ Phật. Số lượng thần Phật phải là số dương, do thần Phật thuộc dương, vì vậy phải dùng số lẻ, không nên thờ cùng lúc quá nhiều thần Phật hoặc thờ cùng lúc hai thần xung khắc nhau, có thể gây loạn linh khí, khiến cho người trong nhà tinh thần bất an, dễ gặp tai họa. Nếu có đặt tượng thần Phật mà tượng ấy đã bị nứt thì nên nhanh chóng thay mới do tà khí có thể xâm nhập vào. Gia chủ nên thắp hương vào buổi sáng. Việc thắp hương trong nhà cũng sẽ cần chú ý nhiều hơn. Khi thắp hương trên bàn thờ, cần phải trang nghiêm thành kính, không được làm cho có. Người xưa quan niệm rằng, nếu khói hương bay thẳng lên là tốt, ngược lại cuốn thành vòng tròn hoặc tản mát là không tốt. Nếu bắt hương bàn thờ thần tự nhiên bốc cháy sẽ được gọi là hóa bắt hương. Đây là điều rất may mắn. Nếu bắt hương tổ tiên cháy là điềm báo hung họa trong gia đình, cần phải chú ý nhiều hơn, nhất là trong vấn đề gia đạo của mình. Đặt bàn thờ trong phòng ngủ, dù diện tích không gian sống của bạn có chật hẹp đến đâu thì tuyệt đối bạn cũng không được đặt bàn thờ trong phòng ngủ. Bởi vì phòng ngủ là không gian riêng tư và có nhiều điều không thanh tịnh. Việc bạn đặt bàn thờ trong phòng ngủ sẽ làm mất đi vẻ trang nghiêm, tôn kính và linh thiêng của bàn thờ. Sẽ không có thần linh hay là ông bà tổ tiên nào chứng giám cho bạn nếu bạn đặt bàn thờ ở vị trí này. Và ngược lại, nhiều điều xấu sẽ ập đến đối với bạn. Không nên thờ cùng một lúc ba họ trở lên. Nhiều gia đình có thói quen thờ cùng một lúc nhiều họ, tốt nhất chỉ nên thờ họ của gia chủ. Phạm phải điều này thì gia đình thường loạn, vận may giảm sút. Cành vàng lá ngọc đã cúng ở chùa mang về thờ. Nhiều người đi lễ hay mua những cành vàng lá ngọc, đồ hàng mã đẹp để dâng cúng, rồi lại xin lộc mang về trưng trên bàn thờ. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, nhà nghiên cứu Phật học, Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Tiềm năng Con người, đây là điều không nên. Vì những thứ cành vàng lá ngọc có nhiều điều khó nói, như là bày bán chỗ có sạch hay không, cất giữ thế nào, có bị ô uế hay không. Mặt khác, khi đã dâng cúng ở chùa, những cành vàng lá ngọc này có thể sẽ có vong, rồi đủ thứ bám vào. Chính vì vậy mà bạn không nên xin lộc cành vàng lá ngọc ở chùa để mang về bày trên bàn thờ. Trước khi đặt lên bàn thờ bất cứ vật gì cũng nên suy xét thật kỹ lưỡng, tránh tai họa khôn lường. Tăng thêm sinh khí cho nơi có thờ tự bằng cây xanh. Để tăng thêm sinh khí cho nơi thờ tự, gia chủ có thể bố trí thêm một hoặc là hai cây xanh. Nên lựa chọn cây kim tiền phát lộc hoặc là một số loài cây dễ sống. Không nên lựa chọn cây có gai nhọn khó sống để tránh trường hợp đang trồng thì chết. Trên bàn thờ thì tốt nhất không nên dùng hoa nhựa.
Dịp Tết nên bày mâm ngũ quả đúng cách của một người miền Bắc, gồm có chuối, bưởi, đào, hồng, quýt, hoặc là mâm ngũ quả theo phong cách miền Nam, gồm có mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung. Không dùng cát để bỏ vào trong bát hương. Tuyệt đối không dùng cát để thay cho tro ở trong bát hương. Cát là hợp chất được lắng đọng lâu dài dưới lòng sông từ nhiều thứ, do vậy luôn mang đến trong nhiều âm khí. Việc sử dụng cát đặt trong bát hương ban thờ sẽ khiến cho gia đình lục đục gặp những điều không may mắn. Bát hương phải được bốc bằng tro sạch, được đốt từ rơm nếp hoặc là rơm tẻ sạch, sàng lọc kỹ để bỏ đi những tạp chất. Phải thường xuyên lau dọn và thắp hương bàn thờ. Điều này đặc biệt quan trọng bởi qua đó thể hiện sự biết ơn kính trọng ông bà tổ tiên. Nếu bàn thờ hướng trực tiếp ra cửa chính, đèn trên bàn thờ luôn bật sáng để thu hút năng lượng dương. Chổi và khăn khi dùng để lau dọn bàn thờ phải được chuẩn bị riêng, không trùng đụng. Bởi bàn thờ là nơi thiêng liêng, phải tránh uế tạp. Bài vị tổ tiên không được cao hơn tượng thần Phật. Khi mà đặt bàn thờ gia tiên thì không nên để bài vị tổ tiên đặt cao hơn tượng thần Phật, vì điều này sẽ khiến trong nhà hạ phạm thượng, nô phụ chủ, thiên địa điên đảo, nữ cường nam suy. Đặt bát hương. Bát hương cũng là điều mỗi gia đình cần phải hết sức chú ý. Trong mỗi nhà thì chỉ nên đặt từ 2 đến 3 bát hương trên một bàn thờ, trong đó một bát hương thờ ngũ vị thần tài để ở vị trí cao nhất. Một bát hương thờ gia tiên tổ phụ các bậc bề trên. Một bát hương thờ huynh đệ tỉ muội con cháu. Không được xê dịch bát cắm hương sau khi đã lau dọn xong bàn thờ. Khi lau dọn bát hương thì nên lưu ý không được xê dịch mà chỉ được dùng khăn ướt vắt ráo để lau. Khi mà dọn chân hương, gia chủ nên rút từng cây cho đến khi còn lại khoảng 9 cây chân hương đẹp thì dừng lại. Số chân hương rút bỏ phải được hóa vàng và mang rải ở sông suối, không được vứt lung tung. Việc sắp đặt lọ hoa trên bàn thờ. Theo truyền thống của người Việt, bên cạnh bát hương, chén nước, hoa quả, trên bàn thờ để cúng rằm mùng 1 Tết, dỗ chạp, thì luôn có một bình hoa đẹp. Việc cắm hoa trên bàn thờ nhằm thể hiện lòng thành kính, trang nghiêm, ý nghĩa dâng lên bề trên những điều tốt đẹp, bày tỏ sự biết ơn cho dù giá trị vật chất không nhiều. Với những người Phật tử, hoa còn mang ý nghĩa là nhân, thấy hoa là nhớ đến tu nhân, những đóa hoa đẹp tương lai sẽ mang lại quả ngọt. Hoa hồng đỏ, có nên cắm hoa hồng trên bàn thờ hay không? Có thể nói đây là loại hoa phổ biến và không thể thiếu trong những dịp thờ cúng, thể hiện vẻ thanh lịch, mang lại tốt lành và may mắn. Hoa cúc vàng, đây là loài hoa mang ý nghĩa sự sống, thâm tuổi thọ, hoan hỷ, vào nhà, khá phổ biến trong ngày Tết. Hoa sen. Có nên trưng hoa sen trên bàn thờ? Hoa sen mang mùi hương thanh khiết, tượng trưng cho niềm tin, ý chí kiên cường, được gọi là loài hoa có cốt cách và được giới Phật sử dụng nhiều trong thờ cúng. Hoa huệ ta. Hoa huệ còn có tên là dạ lai hương, một loại hoa chuyên nở ban đêm, tỏa hương thơm ngát, cũng được dùng trên bàn thờ trong các dịp cúng lễ. Hoa đồng tiền. Như tên gọi của nó, ý nghĩa mang lại tiền tài, thịnh vượng, tuổi thọ và sức khỏe, vậy nên cũng được trưng trên bàn thờ cầu may. Hoa mai, hoa đào, đây là những loài hoa thường được bày trên bàn thờ vào ngày Tết, tượng trưng cho tài lộc, phú quý, may mắn vào nhà, trừ tà, mang lại nguồn sinh khí, giúp cho gia chủ bình an. Hoa lai ơn. Loài hoa này còn được gọi là kiếm lan, khá được yêu thích vào dịp Tết với kiểu dáng đẹp và tươi lâu. Hoa có ý nghĩa tình cảm gắn bó keo sơn. Hoa có nhiều màu sắc và mỗi màu mang một ý nghĩa khác nhau. Hoa thược dược, loài hoa yếu mềm nhưng có tác dụng chiêu tài theo phong thủy nên được các gia đình bày trên bàn thờ, nhất là những gia đình kinh doanh. Các loại hoa không nên trưng bày trên bàn thờ. Những loài hoa tên không có ý nghĩa tốt, mùi hôi thường không được trưng bày trên bàn thờ. Vậy, những loài hoa nào không nên cắm trên bàn thờ? Đó là hoa phong lan. Tên gọi của loài hoa này có từ phong, gợi đến phong tình không tốt để dâng cúng Phật, nhất là hoa cũng có nhiều màu sắc rực rỡ. Hoa ly. Có nên cắm hoa ly trên bàn thờ? Hoa thơm nhưng không nên dâng Phật, có thể cúng gia tiên và thờ thánh, nhưng nhiều người kiêng vì chữ ly của hoa khiến cho người ta sợ sự chia ly, đó là lý do tại sao không nên cắm hoa ly trên bàn thờ. Hoa móng rồng.
Hoa tuy có mùi thơm nhưng hình dạng hoa giống móng rồng cũng không tốt để đặt trên bàn thờ. Hoa đại. Mặc dù hoa có đẹp, thơm nhưng tránh cúng trên bàn thờ vì hình dạng hoa giống bộ phận nhạy cảm của phụ nữ. Hoa cúc vàng thọ. Hoa có tên hay vàng tươi nhưng nhiều nơi không sử dụng trên bàn thờ vì hoa có mùi hôi, tránh những điều không tốt. Hoa nhài. Đây là một loài hoa khác không đem đến cúng gia tiên, thờ Phật vì trong dân gian cho rằng hoa liên quan đến nghịch cảnh như là câu nói hoa nhài cắm bãi cất châu. Vậy nên tốt nhất không cắm hoa trên bàn thờ. Khi dâng hoa lên bàn thờ thì kiêng kỵ kết hợp nhiều loại hoa vì nó không tạo được sự thanh tịnh, đồng thời cũng mất đi thẩm mỹ. Tùy vùng miền sẽ linh hoạt về việc sử dụng hoa nhưng cũng không nên quá thoải mái. Hoa cúng thì nên chọn những loại hoa mới chớm nở, không nên nở quá to. Ngoài việc chọn hoa, vị trí và cách đặt bình hoa trên bàn thờ gia tiên cũng như là bàn thờ ông địa cần phải được chú ý trong nghệ thuật cắm hoa cúng. Bình hoa cần có sự cân đối trên bàn thờ, thể hiện sự trang nghiêm, không quá to, che khuất các đồ khác cũng như là gây lộn xộn. Đặc biệt, không để bình hoa trên bàn thờ héo, cần tươi mới. Hoa huệ, hoa hồng nên chọn những bông chưa nở để hoa tươi sắc và không rụng cánh. Không tỉa quá tay cuống hoa, chừa lại một ít lá để hài hòa với hoa. Quý vị thân mến, hy vọng với những kiến thức trên, anh chị có thể áp dụng vào việc chọn và bố trí không gian phòng thờ nhà mình trang nghiêm thành kính. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ tư vấn từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi và ứng dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.